Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh chủ trì cuộc họp của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới khẩn cấp và mùa mưa bão năm 2023 cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Chí Cường Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhìn nhận các sở, ngành, thành phố, địa phương và các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực chuẩn bị cho công tác phòng chống lụt bão năm 2023, đặc biệt đã rút kinh nghiệm triển khai nạo vét khơi thông cống thoát nước kịp thời. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số điểm ngập úng cục bộ cần thời gian giải quyết như tuyến Lê Đại Hành, Nguyễn Hữu Thọ, đường Núi Thành, tuyến Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý tăng cường bảo vệ hồ đập duy trì thông tin kêu gọi tàu thuyền về neo đậu tránh trú đồng thời lưu ý đảm bảo an toàn tại các công trình đang xây dựng các vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lỡ sẵn sàng các lực lượng cứu nạn cứu hộ nhất là cứu hộ trên biển theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới nên từ đêm qua đến nay, Đà Nẵng có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm một đợt, có nơi trên 350 mm một đợt. Mực nước tại các hồ thủy lợi thấp hơn mực nước dân bình thường, vẫn còn 74 tàu thuyền cùng 762 lao động đang hoạt động trên biển. Hiện lực lượng chức năng các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Đối với công tác phòng chống lụt bão năm 2023, các địa phương cũng đã vận động người dân thu hoạch lúa rau màu và các tỉa cây xanh từ rất sớm, cấm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và sẵn sàng phương án di dân trong mọi thời điểm. Sở Công Thương Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch dự trữ lương thực.